Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng đến với bản tin thời tiết Hà Nội của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, do chịu ảnh hưởng của dãy áp thấp có trục ở khoảng 21 đến 23 độ Vĩ Bắc, lại kết hợp với hội tụ gió trên cao, nên mưa rào và dông đã xuất hiện không chỉ ở thủ đô Hà Nội mà lan rộng ra toàn miền Bắc. Đêm qua, một vài nơi ở Hà Nội đã có mưa dông với lượng mưa khá như tại Sơn Tây là 56mm, tại Hoài Đức là 33mm. Hiện nay, trục của dãy áp thấp vẫn còn tồn tại ở Bắc Bộ nhưng hội tụ gió dần suy yếu. Trong trưa chiều nay thì khu vực Hà Nội sẽ ít mưa và đôi lúc mây giảm, trời có nắng. Nhiệt độ sẽ tăng nhẹ so với ngày hôm qua ở mức là 31 đến 33 độ. Tuy nhiên, đến khoảng chiều tối và tối thì mây dông sẽ phát triển và quay trở lại Hà Nội. Do đó, nhiệt độ tối nay sẽ chỉ dao động trong khoảng từ 28 đến 29 độ. Quý vị nên cẩn thận với những hiện tượng nguy hiểm như là dông sét, gió giật mạnh khi có mưa dông xảy ra. Sang ngày mai, vùng hội tụ gió sẽ suy yếu thêm nên mưa sẽ chỉ xuất hiện cục bộ ở một vài nơi và đôi lúc có thể xuất hiện nắng. Vì vậy, nền nhiệt trong ngày vẫn sẽ giữ ở mức là 31 đến 33 độ. Tuy nhiên, sáng sớm và đêm là thời điểm mà gió đông nam hoạt động mạnh nên mưa dông sẽ lại xuất hiện trên diện rộng tại Hà Nội. Vì vậy, đêm mai nhiệt độ vẫn sẽ khá dễ chịu và phổ biến trong khoảng 26 đến 29 độ. Trong những ngày tới, dãy áp thấp sẽ chỉ còn hoạt động ở các tỉnh vùng núi. Đồng thời, vùng hội tụ gió sẽ tiếp tục suy yếu. Vì vậy, ở khu vực đồng bằng, trong đó có thủ đô Hà Nội, mưa sẽ tiếp tục giảm, thời gian giảm mây và sẽ có nắng kéo dài hơn. Ban ngày nhiệt độ dao động trong khoảng 33 đến 34 độ, có nơi tăng trên 34 độ. Tuy nhiên, mưa dông vẫn sẽ còn xuất hiện vào khoảng thời gian chiều tối và đêm, người dân vẫn cần phải đề phòng. Thưa quý vị và các bạn, mùa mưa bão đang hiện diện ở các tỉnh miền Bắc, trong đó có thủ đô Hà Nội. Mặc dù không thể ngăn cản được bão, nhưng nếu chuẩn bị tốt các biện pháp phòng tránh thì quý vị có thể giảm nhẹ thiệt hại do bão gây ra. Đầu tiên là kiểm tra toàn bộ nhà cửa và sửa chữa nếu có dấu hiệu xuống cấp. Nếu thấy bị hư hỏng hoặc là xuất hiện các lỗ thủng thì quý vị cần phải tìm cách khắc phục nhanh chóng. Khi mùa mưa bão tới, nguy cơ tai nạn điện là rất cao. Hệ thống điện vào mùa mưa thường bị ảnh hưởng do đứt dây dẫn, chập điện, cháy nổ các thiết bị, gây ra mất an toàn và nguy hiểm cho người dân. Để phòng tránh các tai nạn điện thì quý vị cần đảm bảo kiểm tra lại các thiết bị trong nhà để đảm bảo hoạt động tốt. Để phòng tránh các nguy cơ do sét gây ra, đặc biệt là tại các khu vực thường xuyên có sét đánh, nên lắp hệ thống cột thu lôi chống sét, bảo vệ an toàn cho các thiết bị và con người. Tuy nhiên cũng không nên lắp quá cao vì có thể bị nghiêng đổ khi có gió bão, gây mất tác dụng và giảm sức chịu lực của cột. Trên thực tế, trong những trường hợp khẩn cấp thì các nguồn cung cấp thực phẩm, nước uống, thuốc men sẽ trở nên khó khăn hơn ngày thường. Quý vị nên kiểm tra và chuẩn bị sẵn nguồn như là đèn pin hay là đèn dầu hay là nến. Và cuối cùng là cập nhật thường xuyên diễn biến tình hình mưa bão để biết thông tin và chủ động phòng tránh, đặc biệt là trong các trường hợp khẩn cấp, mưa lớn, nguy hiểm. Ngoài ra, trước mùa mưa lũ nên chặt bớt các cành cây khô, cành cây chĩa vào gần nhà để phòng gió lốc gây gãy cành rơi vào người. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết cho thủ đô Hà Nội trong đêm nay và ngày mai. Khu vực Ba Vì, Sơn Tây, nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa vừa, mưa to và dông, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 31 độ, độ ẩm trung bình từ 82 đến 86%. Khu vực Phúc Thọ, Chương Mỹ, nhiều mây, đêm và sáng sớm có lúc có mưa rào và dông, sau không mưa, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, độ ẩm trung bình từ 80 đến 86%. Khu vực Thanh Oai, Thường Tín, Mỹ Đức, nhiều mây, đêm và sáng sớm có lúc có mưa vừa và dông, sau không mưa, gió nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, độ ẩm trung bình từ 81 đến 85%. Khu vực Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, độ ẩm trung bình từ 82 đến 86%. Trung tâm thành phố Hà Nội, nhiều mây, đêm và sáng sớm có lúc có mưa rào, sau không mưa, gió nam đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, độ ẩm trung bình từ 79 đến 84%.